Thưa quý vị, qua 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa ngày 9 tháng 12 năm 2022. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp đã đánh giá một số kết quả quan trọng trong kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 đã đạt được. Kỳ họp đã thông qua 34 nghị quyết chuyên đề, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2023, mà còn cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Qua hoạt động chất phấn của kỳ họp cũng đã cho thấy, những vấn đề được đại biểu đặt ra được Hội đồng Nhân dân tỉnh lựa chọn là xác đáng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm. Việc chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tập trung làm rõ được thực trạng nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời đã xác định những giải pháp cơ bản để khắc phục. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban tỉnh quan tâm chỉ đạo các vị thủ trưởng đã trả lời chất vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu, có kế hoạch cụ thể tích cực triển khai có hiệu quả những vấn đề đã hứa, báo cáo kết quả thực hiện để hội đồng và cử tri giám sát. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Di dân tỉnh cũng đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Di dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo nhanh chóng cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Di dân tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời đề nghị thường trực Hội đồng Di dân tỉnh, các ban của Hội đồng Di dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Di dân tỉnh cùng các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tăng cường giám sát về thực hiện nghị quyết kính thưa đại biểu, năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn tích thích, đồng thời cũng có những cơ hội mới đối với sự phát triển của tây ninh. Với tinh thần đoàn kết, truyền thống kiên cường, khắc vọng vươn lên, thay mặt hội đồng nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi cử tri, nhân dân tỉnh nhà chung sức đồng lòng, cùng cấp quỹ chính quyền vượt khó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng, tận dụng tốt những cơ hội mới quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023, phát triển đời sống nhân dân, củng cố nền tảng để phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tiếp theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chúc năm mới thắng lợi mới. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6, hội đồng nhân tỉnh khóa 10. Xin trân trọng kính chào.